Các nhà tạo lập thị trường quốc tế đánh VN Index xuống. 1. Có hai cách đánh VN Index xuống. Trước năm 2013, hơn 7 ngân hàng lưu ký chứng khoán nước ngoài tham gia trực tiếp, mua ngoài sàn, bán trong sàn, trả chênh lệch cho chủ chứng khoán. Sau này họ thuê công ty chứng khoán, xúi những cổ đông lớn giữ cổ phiếu bán ra, cách sau được dùng phổ biến hiện nay. 2. Dùng công ty chứng khoán của mình sở hữu hay thuê công ty chứng khoán đánh xuống. Công ty chứng khoán làm luôn việc tư vấn chỉ cần họ vào thời khắc quyết định nào đó làm theo ý nhà tạo lập, tư vấn bán ra mã nào đó, cùng lúc cho hàng trăm thân chủ lớn là đủ cho nhà cái từ Mỹ đánh sụt giá một mã lớn nào đó mà không cần có trong tay một cổ nào. Công ty chứng khoán nào bán ra bao nhiêu mã SAU khi nhà cái ra lệnh kêu bán, nhà tạo lập đều có cách theo dõi biết ngay, rồi trả tiền cho họ tùy số lượng. Khi cần đánh lên một mã nào cũng vậy, tùy số MUA vào, nhà cái trả tiền cho chủ công ty. Đây sẽ là cách từ năm 2013, nhà cái chứng khoán thực hiện, thay đổi logistics theo cách này thì hay hơn là tự đi làm con trách ngoài luồng, rất mất thời gian, nguy hiểm. Nay thì rất linh hoạt, do từng phút nhà cái có thể theo dõi, bấm lệnh cho các công ty chứng khoán bảo họ tư vấn cho các thân chủ họ mua vô, bán ra. 3. Các công ty chứng khoán tham gia deal với nhà tạo lập thị trường. Nhiều công ty chứng khoán bị lỗ, đừng lo cho họ. Có chăng là thân chủ và nhân viên mang họa, chứ các ông chủ lớn nhận tiền từ nhiều nguồn khác, trong đó có của phe của nhà tạo lập. Trong thời gian tới, họ còn nhận tiền ngoài luồng nhiều hơn, mỗi lần nghe lệnh nhà cái mua vô, bán ra mã nào đó. Nếu họ kêu gọi thân chủ họ nghe theo thì chính cá nhân họ được nhà cái gửi thẳng tiền qua ngay trong ngày, qua ơ cao họ tại ngoại quốc. Công ty có sập, thị trường chứng khoán có sập thì họ cũng no đủ, với lương ngoài luồng mỗi áp phe thế này ít thì chục ngàn đô, nhiều thì trăm ngàn đô nếu thành công đánh xuống toàn thị trường trên vài phần trăm. Và khi họ kêu bán ra một mã nào đó, thân chủ nào nghe theo thì càng có lợi, do khi đó nhà cái kêu gọi cả chục công ty cùng làm như vậy. Giá sẽ xuống thật, thân chủ họ sẽ cảm ơn họ, còn thưởng riêng tiền là khác. Khi nhà tạo lập kêu MUA vào cũng vậy, do đồng loạt MUA vào, giá lên thật, thân chủ mua theo sẽ có lời. 4. Cách đánh lên, đánh xuống phổ biến của nhà tạo lập chứng khoán. Đây là logistics mới, tiền trả sẽ hậu hĩ hơn, và theo nhà cái đánh giá thì sẽ hiệu quả hơn lối làm con trách ngoài sàn trước năm 2013. Linh hoạt hơn, do có thể mua bán tất cả mọi mã, thay vì chỉ có thể mua bán các mã đã làm con trách trước đó, như hồi theo logistics cũ. Với MODUS operandi mới, nhà tạo lập thị trường đánh thị trường chứng khoán xuống bao lẹ hơn, linh hoạt hơn. Trong tuần nào đó, khi có tin cực xấu, nhà cái có thể thừa cơ đánh xuống VN Index 20%, HNX 30%. Cũng cần nói rõ là phải chờ thời cơ, chứ nếu không có tin gì xấu, ngoại quốc lại đem vô vài trăm triệu đô la Mỹ rửa tiền, thì đúng là nhà cái chứng khoán không thể làm gì được, vì các công ty chứng khoán có tư vấn cách thế nào thì thân chủ họ cũng không thèm bán ra. Trước đây, phe nhà cái tự bán ra, nhưng vào lúc thị trường hưng phấn thì bán ra bao nhiêu, bị mua quách bấy nhiêu, giá không xuống. Nay đang làm logistics mới, chỉ cần gió đông.